Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Vietsake Official. Ngày hôm nay thì Việt sẽ quay một thị xã mà gần với Phú Yên của chúng ta, đó chính là thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Cả nhà mình cùng đón xem video này nhé. Hôm nay thì Việt có chuyến công tác từ Phú Yên di chuyển vào Nha Trang. Mình không đi xe khách như mọi khi mà mình đi xe máy. Xe máy như vậy thì thuận tiện hơn rất là nhiều cho việc ghi hình những cái đô thị mà mình muốn quảng bá trong cái kênh vlog của mình. Hôm nay thì Việt quyết định quay cái trung tâm thị xã Ninh Hòa. Cụ thể ở đây đó chính là phường Ninh Hiệp, để cho cả nhà mình cùng xem. Việt đang di chuyển trên con đường 16 tháng 7. Ngày 16 tháng 7 năm 1930 là quần chúng nhân dân của huyện Tân Định, tức là tên cũ trước đây của Ninh Hòa đó cả nhà, đã đứng dậy biểu tình và chống thực dân Pháp. Cho nên là sau này người ta mới kỷ niệm cái ngày này để xây dựng một cụm tượng đài, cũng như là hình thành nên cái tên gọi con đường mà chúng ta đang di chuyển đây. Thị xã Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa thì có hai cái nhất trong các thống kê về thị xã Việt Nam. Đầu tiên đó là về diện tích. Thị xã Ninh Hòa có diện tích khoảng hơn 1.100 km² cả nhà, tức là gần tương đương với thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Về thống kê thứ hai đó chính là về số xã. Thì hiện nay thị xã Ninh Hòa có 20 xã, cho nên là đây được xem là thị xã có nhiều xã nhất của Việt Nam. Bây giờ thì Việt sẽ không đi thẳng theo con đường 16 tháng 7 nữa, mà Việt sẽ rẽ trái qua con đường Hoàng Hoa Thám. Phía bên tay phải đó chính là Bệnh viện Đa Khoa khu vực Ninh Hòa đó cả nhà. Thị xã Ninh Hòa thì được thành lập vào ngày 25 tháng 10 năm 2010 cả nhà, trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số của huyện Ninh Hòa. Thì lúc này sau khi mà thành lập thị xã Ninh Hòa thì mới chọn ra 7 xã và thị trấn phát triển nhất để thành lập các phường. Hiện nay thì thị xã Ninh Hòa có tổng cộng 7 phường và 20 xã nha cả nhà. Trong đó phường trung tâm đó chính là phường Ninh Hiệp, được thành lập trên cơ sở của thị trấn Ninh Hòa cũ. Thời tiết dạo này thất thường quá cả nhà. Lúc nắng, lúc mưa, lúc lạnh, lúc nóng. Cho nên là rất là dễ bị cảm, vì cũng đang bị cảm hôm nay. Hôm nay thì bớt, cho nên là quyết định là di chuyển như thế này. Lúc này khoảng tầm 11 giờ cả nhà, cho nên là đường xá ở thị xã Ninh Hòa cũng rất là vắng. Tại vì đây là giờ nghỉ trưa của người dân. Nhà mình thấy không, đường xá rất là khang trang và rộng rãi. Nhà hai bên thì rất là kiên cố ha. Ninh Hiệp là đơn vị hành chính có diện tích nhỏ nhất, nhưng mà cũng là đơn vị hành chính có dân số đông nhất trong 27 xã phường của thị xã Ninh Hòa. Phường này thì được chia thành 18 tổ dân phố, được đánh số thứ tự từ 1 đến 18. 6 phường còn lại của thị xã Ninh Hòa đó chính là phường Ninh Thủy, Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Hà, Ninh Giang và Ninh Đa. Ở Ninh Hòa thì hiện nay có một số điểm du lịch rất là nổi tiếng, đó chính là bãi biển Dốc Lết, cũng như là các khu vực ở trên bán đảo Hòn Khói cả nhà. Còn giáp khu vực thành phố Nha Trang trong đầm Nha Phu thì có đảo Hoa Lan. Đảo Hoa Lan thì thuộc xã Ninh Phú. Ở phường Ninh Hiệp thì được xem là phường trung tâm của thị xã Ninh Hòa, nơi mà tiền thân trước kia đó là thị trấn, cho nên là đặt cơ sở các ban ngành của thị xã Ninh Hòa cả nhà. Ở phía bên phải của Việt thì vẫn còn những đám ruộng rất là lớn ha. Đám ruộng này thì chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành những khu dân cư và nhà cửa sẽ khang trang hơn. Nếu mình di chuyển thẳng con đường này thì mình sẽ tới quốc lộ 26, tức là ngã ba trong của thị xã Ninh Hòa đó cả nhà. Nhưng mà bây giờ thì tới ngã tư đèn xe đèn đỏ này thì Việt sẽ rẽ phải để đi về con đường Trần Quý Cáp, đi về các khu vực đông dân cư, về cầu Dinh, về chợ Dinh của thị xã Ninh Hòa, để cho cả nhà mình cùng đón xem ha. Đây là con đường Trần Quý Cáp nha cả nhà. Lúc nãy thì trong đầu video đó, việc di chuyển qua cái khu dân cư mới, tức là ngay trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh tại Ninh Hòa. Cái đường song hành với quốc lộ 1A đó chính là đường Tân Định.
Nếu mà mình không di chuyển đường Tân Định qua đường 16 tháng 7, khi mà mình di chuyển đường quốc lộ 1A đó, thì sẽ tới ngã Ba Ngòi. Mà ngã Ba Ngòi thì di chuyển thẳng sẽ vào khu vực này cả nhà. Việc thì quay những cái điểm khác nhau để cho cả nhà mình cùng xem. Tại vì Việt rất là thích cái con đường 16 tháng 7. Con đường này rất là rộng rãi luôn cả nhà ha. Bên tay phải là nhà thuốc Long Châu. Hiện nay thì nhà thuốc Long Châu hầu như là phủ sóng rất là nhiều ở các khu vực thị trấn, thị xã cũng như là thành phố của Việt Nam. Này là cầu Dinh nha cả nhà. Có một dòng sông bắc qua, xin lỗi, có một dòng sông chảy qua cái trung tâm thị xã Ninh Hòa, đó là dòng sông Dinh. Và cái cầu này thì bắc qua dòng sông Dinh cho nên gọi là cầu Dinh luôn. Di chuyển qua khu vực này thì nhà mình thấy là nhà cửa rất là đông đúc, tấp nập người bán kỹ mua. Bây giờ thì mình đã tới được cái khu vực gọi là chợ Dinh Ninh Hòa này cả nhà. Bên phía bên tay phải đó. Lúc này giờ trưa cho nên là mình thấy vẫn không được nhộn nhịp và tấp nập. Chứ nếu mà buổi sáng thì chắc chắn nó sẽ rất là sầm uất luôn cả nhà ha. Ở Ninh Hòa thì hiện nay vẫn còn một số công trình rất là nổi tiếng của người Hoa. Ví dụ như là Vịnh Phủ Hội Quán cả nhà. Rất là đẹp. Việc thì mới di chuyển vào trong đó chụp vài tấm ảnh. Nhìn rất là giống với Hội An, hoặc là xa hơn nữa là ở khu vực của Phúc Kiến, Quảng Đông cả nhà ha. Này là một cái ngã tư đi vào cái lõi trung tâm khu dân cư của thị xã Ninh Hòa. Tí nữa thì mình sẽ di chuyển qua những con đường này cho cả nhà mình xem. Bây giờ thì tiếp tục mình sẽ tới những cái con đường chính cả nhà ha. Trước mặt mình đó chính là vòng xoay trung tâm của thị xã Ninh Hòa. Mình rẽ phải theo con đường này có tên là được quốc lộ 26 nha cả nhà. Quốc lộ 26 này sẽ đưa chúng ta tới khu vực thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Mình cũng đã từng đi qua con đường này rồi. Có một con đèo rất là nổi tiếng, đó chính là con đèo Phượng Hoàng. Di chuyển trên cái trục đường này thì mình đi về một cái địa danh có tên là Dục Mỹ. Và ở đó rất là nổi tiếng về nem. Và nem Ninh Hòa được xem là một trong những vùng nem nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Ở trong thành phố Nha Trang thì rất là nhiều nơi người ta bán nem, có nem chua hoặc là nem cuốn cả nhà. Bây giờ thì Việt sẽ vòng trở lại ha cả nhà. Tí nữa mình cũng sẽ rỉ qua những con đường nhắm và cho cả nhà mình xem, và có thể mình sẽ quay ngược lại cái hướng này. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển về cái trung tâm cũng như những con đường mới của thị xã Ninh Hòa. Việc thì rất là nhiều lần đến Ninh Hòa cũng như là di chuyển qua, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình ghi hình, cho nên là mình vẫn chưa có định hình được những con đường nội thị của thị xã. Có thể là chạy nó hơi trùng lập nên nhà mình xem có thể bỏ qua cho Việc ha, để có một cái video như thế này để cho cả nhà mình cùng xem. Thì Việc cũng cố gắng làm sao không có thể trùng đường nhiều nhất, nhưng mà những thị xã mới được thành lập khoảng tầm 15-20 năm thì chắc chắn nó sẽ còn nhiều cái quy hoạch nó hơi chồng chéo từ những khu vực cũ. Nó không có được quy cũ như những cái thành phố đã được thành lập. Đây là con đường Nguyễn Thị Kim On nha cả nhà. Một nữ anh hùng liệt sĩ của đất Ninh Hòa. Đây là một cô giáo đã hy sinh trong cái phong trào kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vẫn còn dư âm của dịp Tết cho nên con đường này ở giữa nhà mình thấy trang trí hoa rất là đẹp luôn cả nhà. Hai bên thì rất là nhiều hàng quán ha. Nhiều quán cơm, quán phở. Giờ nghỉ trưa cho nên là người ta tập trung ở đây ăn trưa rất là nhiều.
Chỗ này thì Việt thấy có một ngã ba, giờ mình sẽ vẹo phải để xem thử chỗ đây là như thế nào. Chỗ này là khu dân cư, bên kia cũng là khu dân cư đường cục thôi cả nhà. Thôi mình sẽ vòng trở lại để đi ra con đường Nguyễn Thị Kim Oanh, sau đó tìm về những khu vực khang trang và đẹp hơn để mình ghi hình cho cả nhà mình xem. Bây giờ mình sẽ ra lại con đường lớn lúc nãy này cả nhà. Như lúc đầu tiên thì Việt cũng có chia sẻ là Ninh Hòa là thị xã có diện tích rộng lớn nhất trong các thị xã của Việt Nam. Thì cái việc mà rộng lớn như vậy ảnh hưởng rất là nhiều trong vấn đề mà quản lý hành chính. Thị xã Ninh Hòa giống như là một thị xã bán sơn địa ha. Có núi, có vịnh, có biển, có đồng bằng, có đầy đủ hết. Bây giờ thì mình sẽ rẽ về con đường Hoàng Hoa Thám nha cả nhà. Con đường này đi thẳng thì mình sẽ gặp con đường 16 tháng 7. Ở phía tay phải là Bella Palace, nhà hàng tiệc cưới, quán cà phê. Còn chỗ này là Vincom Cộng, trung tâm thương mại Vincom. Trung tâm thương mại Vincom ở thị xã Ninh Hòa thì cũng nhỏ thôi cả nhà. Việc thấy thì cũng có cái siêu thị Vinmart và một số cái dịch vụ tiện ích như là ăn uống gà rán chẳng hạn, chứ cũng không có to giống như là ở Nha Trang hay là ở Tuy Hòa, Phú Yên. Việc mà rộng lớn như vậy thì không những ảnh hưởng đến việc quản lý hành chính mà còn có sự chênh lệch lớn giữa những xã này so với những xã khác, cũng như những phường này so với các phường kia. Cho nên là thị xã Ninh Hòa đã có rất là nhiều cái đề án để chia tách, nhưng mà hiện nay thì Quốc hội lại không cho chia tách, đang sắp xếp các đơn vị hành chính lại cả nhà, không có muốn rùm rà cái bộ máy nhà nước, cho nên là vẫn giữ nguyên cái hiện trạng của thị xã Ninh Hòa. Chứ trước kia thì Việt cũng đọc một số thông tin là chia tách thị xã Ninh Hòa thành huyện Tân Định và thị xã Ninh Hòa mới. Nhưng mà hiện nay thì dự án đó vẫn còn đang lấp lửng, vẫn không biết khi nào hoàn thành. Và bây giờ mình thì di chuyển vào con đường có tên là Nguyễn Trường Tộ nha cả nhà. Đây là con đường lõi trung tâm của thị xã Ninh Hòa. Nhà cửa hai bên rất là đông. Bên phải cũng có một con hẻm thì bên trong nhà cửa cũng rất là dày cả nhà. Đây có lẽ là khu vực trung tâm của thị xã Ninh Hòa. Bây giờ thì mình rẽ trái về con đường Võ Tánh. Con đường Võ Tánh này không biết sẽ đưa chúng ta tới con đường nào. Có thể là con đường Trần Quý Cáp. Bởi vì con đường Trần Quý Cáp giống như là con đường xương sống kéo dài từ khu vực ngã ba Ngòi, chọn ngay quốc lộ 1A đó cả nhà, di chuyển thẳng tới cái vòng xoay lúc nãy, tiếp giáp với tuyến quốc lộ 26 lên Tây Nguyên. Đây được xem là con đường xương sống, con đường với nhiều dịch vụ cũng như là có chợ, có này kia luôn ha. Trước mặt chúng ta đó chính là chợ Dinh đó cả nhà. Mình ngay lúc đầu tiên mình cũng đã thấy được việc có ghi hình trong cái video này đó. Quần quần thì cũng quay lại con đường này cả nhà ha. Bây giờ thì mình sẽ tới cái ngã tư trước mặt này. Mình sẽ không có đi thẳng nữa mà mình sẽ rẽ phải. Rẽ phải để cho cả nhà mình cùng xem phố xá của thị xã Ninh Hòa nhé. Chỗ này là con đường có tên là đường Sông Cạn nha cả nhà. Mình cũng không biết tại sao có tên là đường Sông Cạn. Nếu như bạn nào mà có xem video này biết lý giải tại sao có tên là con đường như vậy thì có thể comment vào trong video để cho cả nhà mình cùng có thêm kiến thức nhé.
chỗ này là đường Lê Lợi nha cả nhà. Bên phải có nem chả bà Năm này, mình cũng đã từng ghé ăn một lần rồi, rất là ngon nha cả nhà. Hiện nay thì có một tuyến tránh thị xã Ninh Hòa, tránh cái việc mà di chuyển vào trong trung tâm đi theo quốc lộ 26 cũ này cả nhà. Cho nên là nếu mà xe mà di chuyển từ khu vực đường quốc lộ di chuyển lên tới Buôn Ma Thuột hay là ngược lại thì có thể đi theo cái tuyến tránh đó để tiện hơn và bớt phải đi vào khu vực đông dân cư hơn. Đoạn đường này cũng có tên là đường Trần Quý Cáp nha cả nhà. Có cảm giác như là đường Trần Quý Cáp đi theo một cái hình chữ C từ hướng ngã ba Ngòi di chuyển vào tới vòng xoay, sau đó di chuyển về hướng ngã ba Trong cả nhà. Khu vực này là khu vực đường quốc lộ 26 ha, cũng có tên là đường Trần Quý Cáp. Như vậy thì trong khoảng tầm 20 phút, Việt cũng đã quay cái trung tâm thị xã Ninh Hòa, và cụ thể ở đây là phường Ninh Hiệp, để cho cả nhà mình xem phố xá cũng như là những hình ảnh thân thuộc của người dân ở đây. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video của Việt nhé. Hẹn gặp lại ở một số video tiếp theo.